Rồi ok, tiếp tục mình qua câu 16 đến câu 20 nó khác. Cái là ngay bên đây mình sẽ tạo thành một đoạn hội thoại có nghĩa ha. Ví dụ cho rồi so mới vô là gì đây? Một cái đoạn hội thoại mà giữa mother và Ben. So Ben, did you enjoy your first day back at school? Con có thích cái ngày đầu tiên quay lại trường không? Thì Ben nó trả lời câu D là cái ý gì đây? Yes, it was fine. We got some great new teacher. Chúng con có một vài giáo viên mới. Rồi tiếp tục mẹ mới hỏi, oh that's good. Are there any new students? Có bất kỳ, are there là có ha, new student là sinh viên mới nào không con? Thì như vậy ở đây mình sẽ trả lời có hoặc là không mà liên quan đến số lượng. Ok, vậy cái câu của mình rà từ trên xuống dưới nó sẽ là câu G. Just one. We sat next to each other. Vậy mình điền vô câu 16 là G ha. Rồi, ok, sau khi điền xong thì các bạn nhớ đánh dấu nó lại. Ok, để chi chút xíu mình đừng có bị mất thời gian đọc lại chứ gì hết trơn á. Rồi, really, do you think you'll be friends? Là gì bạn, con có nghĩ rằng con sẽ trở thành bạn bè không? Cái người mới, học sinh mới mà ngồi kế bên con á. Thì ok, maybe I'm going to ask if he want to go swimming with me tomorrow. Có lẽ á mẹ, con sắp sửa hỏi xem là bà cái người mới này nè có muốn đi bơi vào ngày mai, tức là mời á, if he want to go swimming with me tomorrow, ngày mai có muốn đi bơi với con không. Rồi tiếp tục ha. Rồi tiếp tục, why don't you invite him to go out the weekend in test? Vậy ở đây mình có một cái lời đề nghị của mẹ là tại sao không mời bạn của con đi ha vào cuối tuần, thay vì là ngày mai nè. Hồi nãy thì nói là ngày mai là câu A ngay chỗ này, đánh dấu vô ha. Thì bây giờ mẹ mới nói tại sao không mời vào cuối tuần. Thì alright, will you be able to drive us? Thì Ben nó mới đồng ý liền. Ok, vậy hay á mẹ, nhưng mà mẹ có thể chở tụi con đi hay không? Will you be able to ride us? Ok, mình điền câu C vô đây ha. I'm sure I can't find time for that. Thì mẹ mới trả lời I'm sure I can find time, là mẹ có thể phải dành cái thời gian cho nó. Vậy mình điền vô câu 18 là C ha. Rồi đánh dấu vô. Rồi tiếp tục. Ở câu 19 này là một cái đề nghị gì đó, một cái gì đó mà mẹ mới nói là good idea. Now, have you got any homework? Bây giờ thì có bài tập về nhà hay không? Vậy mình sẽ lần lượt thế vô thử ha. Chat a little, can I watch TV first? Thì nó không không hợp ha. Rồi tiếp tục mình điền where shall I meet him. Good idea không được, hỏi where shall I meet him mà good idea. Rồi mình để thử còn câu hát nè. I see what he think tomorrow then. Để ngày mai xem là anh ấy nghĩ về cái gì, nhìn nó như thế nào, tức là về cái chuyện mà cuối tuần á. Thì như vậy mới là good idea ngay đây mới ok ha các bạn. Vậy thì mình sẽ điền vô câu 19 này là hát. Nó có liên quan đến cái nội dung mà cái đoạn hội thoại mình đang nói. Tiếp tục, mẹ mới hỏi là nè, có bài tập về nhà không? Thì phải trả lời của mình ở ngay đây có nghĩa là gì? Có hay là không ha? Thì chat little nè. Ít thôi mẹ. Can I watch TV first? Yeah, it's too easy for me. Ngay chỗ này thì không đúng ha. Nó rất là dễ đối với con. Rồi, I prefer to do homework now, please. I prefer you to do your homework now, please. Thì ngay chỗ này nè, nếu mà bạn chọn cái ý B ngay đây, nó cũng có thể đúng ha. Yeah, it's too easy for me, tức là có, nhưng mà nó rất là dễ đối với con. Thì nó chỉ đúng được tới ngay chỗ câu 20 này thôi. Nhưng mà sau đó thì nó lại sai, là mẹ mới nói là I prefer you, con mẹ muốn con á, là làm bài tập về nhà trước. Thì như vậy nó sẽ bị sai. Như vậy mình cân nhắc giữa cái B và cái E. Thì câu E này nè, E, just a little, can I watch TV first? Nó vô vị trí 20 đúng hơn. Đó, đó là cái cách làm ha các bạn. Rồi mình vừa làm tới đâu phải đánh dấu tới đó, sau đó bạn bỏ thời gian bạn đọc lại từ đầu tới cuối để nó tạo thành một đoạn hội thoại có nghĩa ha. Rồi, so Ben, did you enjoy your first day back at school? Rồi, yeah, it was fine. We got some great new teacher. Oh, that's good. Are there any new student? Just one. We sat next to each other. Really, do you think you'll be friends? Maybe I'm going to ask if he want to go swimming with me tomorrow. Why don't you invite him to go out the weekend instead? All right, will you be able to drive us? I'm sure I can find time for that. I see what he think tomorrow then. Good idea. Now, have you got any homework? Just little.
Can I watch TV first? I refer you to do your homework now, please. Rồi xong ha.